Công trình nước sạch này nằm tại xã Cư Mờ Ga, huyện Cư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắk. Được khởi công xây dựng từ năm 2017, đến năm 2019 hoàn thiện và đưa vào hoạt động với tổng kinh phí 12 tỷ đồng do Ủy ban Nhân dân huyện Cư Mờ Ga làm chủ đầu tư. Mục tiêu cung cấp nước sạch cho gần 500 hộ dân, thế nhưng công trình chỉ sử dụng được vài tháng rồi bỏ hoang suốt 3 năm qua. Làm được mấy tháng xong xuôi việc cho nó chạy 1 tháng, 2 tháng, nó ngừng luôn mà nó không xài nữa, nó không chạy nước nữa. Bị hạn hán ở nhà nào là nước cũng cạn hết, sạch trơn là không còn riêng nào cũng không có luôn. Dự án thì đang có cái sự cố là hư hỏng rất là nhiều và không sử dụng được. Nhà nước đã đầu tư từ cái nguồn vốn cấp bách để phòng chống thiên tai và xây dựng cái công trình này và đã giao cho huyện làm chủ đầu tư. Trong số gần 200 công trình cấp nước sạch được xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, có đến 1/3 đã hư hỏng, xuống cấp, thậm chí ngưng hoạt động. Chớ trêu hơn, nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên được đưa ra là do những công trình này được xây dựng tại chính những vùng khó khăn. Được đầu tư xây dựng trong những cái tình thế mà để chống hạn, rồi là khắc phục những cái tình trạng thiếu nước ở những cái vùng rất là khó khăn. Vì vậy cái tuổi thọ của nó cũng không thể là dài và cái mức độ hoạt động của nó cũng không thể tốt như những cái công trình được đầu tư bài bản được. Việc nhiều công trình cấp nước sạch đầu tư xây dựng nhưng lại không phát huy hiệu quả, không chỉ gây lãng phí ngân sách nhà nước mà mong ước được sử dụng nước sạch của hàng ngàn hộ dân vẫn còn xa vời.